Ông ở nhà chỗ nào? Hả? Ông bắt đầu đi từ đâu? Ai? Ông Quân này. Nhà chú anh em mình đó. Vãi. Đây là hết vòng chưa nhỉ? À, đến đấy chưa? Từ ra chưa nhỉ? Đâu bên kia có vỉa hè không? Rõ. Sao? Có cửa lại là không có. Vậy đọc, đọc cái hồ. Chào đi em. Yeah.